Xin chào quý bạn và các vị. Hôm nay mình Review TV sẽ gửi đến các bạn trailer bộ phim Đấu La Đại Lục. Chắc hẳn đây là bộ phim nhiều anh em độc giả cũng như các bạn đón chờ vào năm 2021. Nào, đi thôi. Là một đứa con tinh thần của Đường Gia Tam Thiếu, Đấu La Đại Lục đã nhận được nhiều thành công vang dội. Tác phẩm đã được vô số độc giả say mê, được chuyển thể thành truyện tranh rồi lại ra mắt phim hoạt hình. Sự hấp dẫn của Đấu La Đại Lục đã không cần phải bàn cãi. Chắc hẳn nhiều anh em đã đang xem bộ phim hoạt hình Đấu La Đại Lục này ở nhiều kênh khác nhau. Vậy anh em thấy kênh nào nét nhất, hãy comment để AD biết nhé. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu xem khá cao của khán giả thì bộ phim Đấu La Đại Lục đang được khởi quay và dự kiến sẽ công chiếu khán giả vào năm 2021. Bộ phim dự kiến sẽ được chọn lọc những tình tiết rất kỹ lưỡng, các nội dung chính được truyền tải đầy đủ, cốt truyện hợp lý dễ hiểu, giúp các fan cứng của truyện cảm thấy hài lòng và đáng xem. Nội dung phim xoay quanh hành trình trưởng thành và rèn luyện không ngừng của nam chính Đường Tam do Tiêu Chiến đóng. Đường Tam vốn là đệ tử ngoại môn của Đường Môn, tư chất hơn người nhưng bị vu oan mà phải tự vẫn để chứng minh trong sạch. Không ngờ, sau khi gặp nạn, Đường Tam lại xuyên không, sống lại trong thân xác khác tại một nơi gọi là Đấu La Đại Lục. Tại đây, Đường Tam bước vào con đường tu luyện vũ hồn, gặp gỡ tình yêu cả đời là Tiểu Vũ và các đồng đội đồng sinh cộng tử. Họ cùng nhau phấn đấu hết mình để trở thành cường đại, tìm kiếm kẻ thù và bảo vệ chính nghĩa. Xuyên suốt bộ phim không chỉ là hành trình trưởng thành đầy kịch tính của Đường Tam mà còn là câu chuyện về tình yêu, tình bạn, tình thầy trò, tình đồng đội, không kém phần hấp dẫn và nhân văn. Với thời gian ngắn, vỏn vẹn 1 phút rưỡi, trailer Đấu La Đại Lục đã cho thấy phần nào bối cảnh phim và tạo hình của dàn nhân vật chính. Trong đó có Đường Tam của Tiêu Chiến và Tiểu Vũ của Ngô Tuyên Nghi. Đặc biệt, ở cuối trailer, lời thoại của Tiêu Chiến muốn giết cô ấy thì phải bước qua xác của ta, cho thấy tình cảm giữa hai người vô cùng sâu đậm.